phép nhân các lũy thừa cùng cơ số. Ví dụ nè, 2 mũ 3 nhân 2 mũ 7 đây là phép gì? Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. Cơ số thì ta lấy mũ cộng đi. Hai mũ 10. Hiểu không? Nhân là lấy mũ cộng, đang nói gọn đó. Trong lũy thừa cùng cơ số, nhân thì lấy mũ cộng. Ví dụ tiếp theo đi Ti, tự cho đọc. Hai hoài. Ba phần. Phần nữa, phần nữa. Ba mũ 4 nhân 5 phần 7. Đó, lại nữa. 5 mũ 7. Lại nữa. Phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. 3 phần 7. 3 mũ 7. Ôi. Đọc cái không, cái mũ mà không đọc nổi. Phép gì? Phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. Ta lấy mũ. Mũ. Cộng mũ. Bằng 3 phần 7. Lại phần nữa, phần nữa. Thì tổng lại rồi, 3 mũ 11. Ví dụ tiếp theo đi. 6 phần. 6 phần nữa, lại phần nữa, cái thằng này. 6 phần. Lại phần nữa. 6 mũ 5. Nhân 6 mũ 7. Phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, ta lấy mũ cộng. Mũ 6 mũ 12. Hiểu không?